Lý Thái Tổ sinh năm 974 mất năm 1028, là hoàng đế sáng lập ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Thời gian trị vì của ông chủ yếu để đàn áp các cuộc nổi dậy vì lòng dân chưa phục được nhà Lý. Khi lòng dân đã yên, triều đình trung ương được củng cố, ông rời đô từ Hoa Lư về Đại La vào năm 1010, đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại 216 năm. Đến cuối năm 1225, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng buộc nhường ngôi cho chồng Trần Cảnh 1218 đến 1277. Nhà Lý sụp đổ. Lý Thái Tổ tên thật là Lý Công Uẩn, người châu Cổ Pháp thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh, mẹ là Phạm Thị Ngà, nhưng không rõ danh tính của cha, chỉ biết ông được truy tôn tước Hiền Khánh Vương sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi. Đại Việt sử lục chép ông có một anh trai sau phong Vũ Uy Vương và một em trai sau phong Dực Thánh Vương. Đại Việt sử ký toàn thư chép ông còn có một người chú được phong vũ đạo vương. Lên ba tuổi, Công Uẩn được Lý Khánh Văn ở chùa cổ pháp ứng tâm tự, chùa dặn nhận nuôi. Từ nhỏ đã thông minh, tuấn tú khác thường. Năm sáu, bảy tuổi, Công Uẩn được gửi sang nhà sư ở chùa Lục Tổ là Vạn Hạnh. Thấy Công Uẩn, sư Lý Vạn Hạnh liền khen đứa bé này không phải người thường, lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Lớn lên. Lý Công Uẩn gia nhập quân đội. Năm 1005, Lê Đại Hành băng hà, các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Năm 1006, Lê Long Việt giành được ngôi vua, tức Lê Trung Tông, nhưng chỉ ba ngày thì bị Lê Long Đĩnh giết để giành ngôi. Các quan sợ hãi bỏ chạy, chỉ có công uẩn ôm xác vua mà khóc. Lê Long Đĩnh không trị tội mà còn khen ông là người trung nghĩa, tiếp tục trọng dụng, cho làm tứ xương quân phó chỉ huy sứ, rồi sau thăng đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Theo Ngọc Phả các vua triều Lê ở Hà Nam và tư liệu tại các di tích ở cố đô Hoa Lư, công uẩn hàng năm theo thiền sư Vạn Hạnh vào hầu Lê Đại Hành ở thành Hoa Lư. Công uẩn được vua cho ở lại kinh học tập quân sự, lại gả con gái lớn là công chúa Lê Thị Phất Ngân và đặc phong công uẩn làm điện tiền cận vệ ở thành Hoa Lư, rồi dần thăng lên chức điện tiền chỉ huy sứ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Lê Long Đĩnh còn tại vị, ở hương diên uẩn châu cổ Pháp có cây gạo bị xét đánh, có chữ trên ấy. Sư Vạn Hạnh mới bảo Lý Công Uẩn rằng, mới rồi tôi thấy chữ bùa sấm kỳ lạ, biết họ Lý Cường Thịnh, tất giấy lên cơ nghiệp. Nay xem trong thiên hạ người họ Lý rất nhiều, nhưng không ai bằng thân vệ là người nhân từ được lòng dân, lại nắm binh quyền trong tay, đứng đầu muôn dân chẳng phải thân vệ thì còn ai đương nổi nữa. Tôi đã hơn 70 tuổi, mong được thư thả hãy chết, để xem đức hóa của ông như thế nào, thực là cái may nghìn năm có một. Công Uẩn sợ câu nói ấy bị lộ, bảo người anh đem vạn hạnh giấu ở tiêu sơn. Cũng theo toàn thư, có lần Lê Long Đĩnh ăn quả lê lại thấy hột lý, mới tin lời sấm ngữ, ngầm truy sát người họ lý, nhưng công uẩn vẫn không bị hại. Theo An Nam Chí Lược, năm 1009, Lê Long Đĩnh mất, thái tử còn bé, hai người em là Lê Minh Đề và Lê Minh Sưởng tranh cướp ngôi vua, bị công uẩn giết chết. Chi hậu đào ca mộc giò biết công uẩn muốn nhận ngôi, mới nhân lúc vắng nói khích công uẩn về việc tiếm ngôi nhưng bị mắng. Ca Mộc thong thả bảo công uẩn rằng, tôi thấy thiên thời nhân sự như thế mới dám phát ngôn. Nay ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải là người sợ chết. Công uẩn nói, tôi đâu nỡ cáo giác ông, chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết giáo, nên dân ông đó thôi. Hôm sau đào ca mộc lại thuyết phục công uẩn tiếm ngôi, lại bàn với Thái hậu lập công uẩn lên làm vua. Trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, sử gia ngô thị sĩ có nêu ra việc dân gian đồn đoán rằng lý công uẩn giết lê long đĩnh để đoạt ngôi có người hỏi khai minh vương hung hãn bạo ngược lý thái tổ địa vị danh vọng ngày một cao trong ngoài đều là tâm phúc lý thái tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của khai minh vương nhân lúc khai minh vương bệnh tật sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó nên sử không được chép nếu quả như vậy cũng là đạo trời hay báo cho nên chép phụ vào đây để làm răn Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế ngày 21 tháng 11 năm 1009, đặt niên hiệu Thuận Thiên, nghĩa là theo ý trời. Ông truy phong cha là Hiển Khánh Vương, mẹ là Minh Đức Thái Hậu, chú là Vũ Đạo Vương, anh ruột là Vũ Uy Vương, em ruột là Dực Thánh Vương. Ông lập chín hoàng hậu, con trưởng Lý Phật Mã được lập làm Thái Tử. Các con trai khác cũng được phong vương. Đào Ca Mộc được phong nghĩa tín hầu và cưới công chúa Lý Thiềm Hoa, còn những người khác vẫn giữ chức cũ một người con gái khác là lý bảo hòa được gả cho động chủ giáp thừa quý hoa lư vốn là kinh đô của hai triều đại đinh và tiền lê là một vị trí cố thủ tự nhiên giữa những những mỏm núi đá nằm bên rìa phía đông nam đồng bằng sông hồng kiểm soát tuyến đường đất từ đồng bằng sông hồng tới các tỉnh phía nam cũng là tiền đồn của những tỉnh phía nam nhìn ra đồng bằng sông hồng lúc lên ngôi lý thái tổ cho rằng hoa lư thành hẹp đất thấp muốn rời đô về đại la nay là hà nội nhà vua ra chiếu rằng xưa kia nhà thương đến vua bàn canh năm lần thiên đô nhà chu đến đời thành vương ba lần thiên đô không phải là theo ý riêng mà là nghĩ đến muôn đời sau nhà đinh và lê không theo lối cũ của thương chu cứ để kinh đô ở mãi nơi này trẫm rất đau lòng duy có thành đại la ở giữa khu vực trời đất có thế long hổ vững bền địa thế rộng và bằng phẳng đất cao mà sáng sủa rõ là nơi phồn thịnh đã xét khắp đất việt chỉ có nơi ấy là thắng địa là kinh đô của muôn đời sau. Sử chép rằng các quan đều nhất trí với nhà vua, bệ hạ vì thiên hạ lập kế dài lâu. Trên cho nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có. Điều lợi như thế, ai dám không theo. Tháng 7 năm Thuận Thiên thứ nhất năm 1010 thì khởi sự rời đô. Khi thuyền mới đến đậu ở dưới thành, thấy có con rồng vàng hiện ra, nhân thế đặt tên là Thăng Long. Liên lập nhiều cung điện, cộng 13 sở, xây thành lũy, sửa sang phủ khố thăng châu cổ pháp bắc ninh làm phủ thiên đức thành hoa lư gọi là phủ tràng an trong phủ thiên đức lập 8 ngôi chùa đều có lập bia ghi chép công đức thời lý thái tổ đại tống và đại cổ việt giữ quan hệ hòa bình thái tổ khi lên ngôi sai lương nhậm văn và lê tái nghiêm sang nước tống để kết hảo năm 1010, tống chân tông phong thái tổ chức giao chỉ quận vương kiêm tĩnh hải quân tiết độ sứ sau lại phong làm nam bình vương vào năm 1017 các nước láng giềng như Chiêm Thành và Chân Lạp cũng thường sang triều cống. Việc băng giao thời bấy giờ khá yên trị. Tuy nhiên, năm 1020, Thái Tổ phải sai Lý Phật Mã đánh Chiêm Thành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Đại Việt Sử Lược Chép là quân Việt Thắng. Xong từ năm này đến khi Lý Thái Tông trinh phạt Chiêm Thành lần 2 năm 1044, sử sách không ghi lại bất kỳ một lần nào xứ Chiêm sang cống. Năm 1044, Lý Thái Tông có nói với triều thần, tiên đế mất đến nay đã 16 năm rồi, mà Chiêm Thành chưa từng sai một sứ giả nào sang cống. Lý Thái Tổ chia đất nước làm 24 lộ và hai phần kinh và trại, Hoan Châu và Ái Châu là trại, từ Thanh Hóa trở ra là kinh. Cương mục và toàn thư chỉ ghi tên 12 lộ, Thiên Trường, Quốc Oai, Hải Đông, Kiến Sương, Hoàng Giang, Long Hưng, Bắc Giang, Trường Yên, Thanh Hóa, Diễn Châu, Khoái, Hồng. Theo lãnh nam ngoại đáp, Đại Việt thời Lý chia làm 4 phủ đô hộ, Đại Thông, Thanh Hóa, Phú Lương, 13 Chầu Vĩnh An, Vĩnh Thái, Vạn Xuân, Phong Đạo, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Già Phong, Trà Lô, Yên Phong, Tô, Mậu, Lạng, Ba Trại là Hòa Ninh, Đại Bản, Tân Yên. Quan chế nhà Lý kế thừa nhà Tiền Lê, ban văn võ có 9 phẩm, ba chức Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, ba chức Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiểu Bảo, cùng Thái Úy thiếu ý và nội ngoại hành điện đô chi sự, kiểm hiệu bình trương sự. Ngoài quan ngoài triều đình có các chi phủ và phán phủ cai trị một phủ và chi châu cai trị một châu. Ngoài ra có những châu bậc dưới mà người đứng đầu là thủ lĩnh. Năm 2013, triều đình định ra 6 hạng thuế là thuế ruộng, đầm, ao, thuế đất trồng dâu và bãi phù sa, thuế sản vật ở núi, thuế mắm muối đi ải quan, thuế sừng tê, ngà voi và hương trên mạn núi xuống, thuế tre gỗ hoa quả lúc mới lên ngôi, nhà vua miễn thuế cho dân trong 3 năm. Theo Ngô Thị Sĩ, nhà Lý Cốt trăm nghề nông cho nước giàu, trong 6 thứ thuế chỉ thu 4, hai hạng khoan thu. Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 2 năm 2011, Lý Thái Tổ mang quân đi phạt quân Cử Long ở Ái Châu, bắt người cầm đầu giải về. Tháng 10 năm 2013, ông Thân Trinh đánh quân Man ở Châu Vị Long, lại thắng trận. Năm 2012, Lý Thái Tổ bình định Diễn Châu, vốn vẫn còn nằm trong tay Lê Long Tung nhà tiền lê. Khi đến Vũng Biện thì trời tối đen, gió sấm rất lớn. Thấy vậy, ông đốt hương và khấn trời, tôi là người ít đức, lạm ở trên dân, nơ nớp lo sợ như sắp xa xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp càn bệnh. Chỉ vì người diễn châu không theo giáo hóa, ngu bạo làm càn, tàn ngược chúng dân, tội ác chồng chất, không thể dung thà. Còn trong khi đánh nhau, hoặc giết oan kẻ trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương đến nỗi hoàng thiên nổi giận phải tỏ cho biết lỗi lầm dẫu gặp tổn hại cũng không dám oán trách đến như sáu quân thì tội lỗi có thể dung thứ xin lòng trời soi xét sau khi khấn trời đất quang đãng trở lại năm ấy người đại lý lấn sang quá biên giới đến bến kim hoa và châu vị long để buôn bán thái tổ sai quân bắt được người đại lý và hơn một vạn con ngựa mùa đông tháng 10, năm một châu vị long làm phản hùa theo người đại lý vua lý thái tổ mang quân đánh thủ lĩnh là hà án tuấn sợ đem đồ đảng trốn vào rừng núi năm 1014, vua đại lý sai hai tướng dương trường huệ đoàn kinh trí đem 20 vạn quân đánh nước việt quân đại lý tiến lên đóng ở bến kim hoa dũng trại ngũ hoa sau khi châu mục châu bình lâm là hoàng ân vinh thông báo lý thái tổ sai dực thánh vương đánh bến kim hoa quân việt đánh tan quân đại lý chém vạn đầu giặc bắt được quân sĩ và ngựa nhiều vô số nguyên văn trong đại việt sử lược sau chiến thắng lý thái tổ hạ lệnh cho viên ngoại lang phùng chân lý hạc mang 100 ngựa chiến của đại lý biếu tặng vua tống triều đình tống đối đãi các sứ thần rất hậu cùng năm đó thái tổ đổi phủ ứng thiên làm nam kinh tháng 12 năm canh thân 1020, lý thái tổ sai khai thiên vương lý phật mã và đào thạc phụ đem quân đi đánh chiêm thành ở trại bố chính thẳng đến núi long Tỵ nay thuộc huyện quảng trạch tỉnh quảng bình chém được tướng chiêm là bố linh tại trận, người chiêm chết đến quá nửa. Năm 1022, thổ dân đại nguyên lịch, một sắc dân mán cư trú giữa trại Như Hồng và trấn Triều Dương Đại Tống, sang đánh phá biên ải Việt Tống. 19 ly thái tổ ra lệnh cho dực thánh vương đánh dẹp đại nguyên lịch, quân đánh đến châu Như Hồng trong đất Tống, đốt kho tàng, bắt nhiều dân và gia súc rồi kéo về. Sử gia Trung Quốc gốc Việt Lê Tắc đã thuật lại sự việc này trong sách An Nam Chí Lược rằng. Tháng 12, chuyển vận sứ quảng tây cao huệ liên dâng thơ nói giao châu vào cướp trại như hồng thuộc châu khâm bắt người và xúc vật rất nhiều vua tống chân tông xuống chiếu khiến huệ liên tư điệp văn cho giao châu và sai sứ theo đòi lại nguyên trước đây có dân mường là Trưng phố lánh tội chạy đến đầu ngụ quan cai trị khâm châu là mục trọng vời vào đi đến nửa đường lại ngăn không cho vào đô tuần kiểm tàng tự bèn khiến trại như hồng khao đãi châu rượu giao châu dò biết được việc ấy bèn nhân đuổi bắt dân mường đánh cướp luôn trại như hồng vua tống chân tông xuống chiếu thư bảo các châu từ nay không được dụ với quân man dợ và khao đại yến tiệc đến đỗi sinh sự năm 1024, lý thái tổ sai thái tử lý phật mã đem quân đánh châu phong luân còn khai quốc vương thì đánh châu đô kim cùng năm đó nhà vua tu sửa thành thăng long năm 1028, thái tử lại được lệnh đánh châu thất nguyên đông trinh vương cũng đi đánh châu văn lý thái tổ vì xuất thân từ chùa triền nên sau khi lên ngôi rất hậu đãi giới tăng lữ. Vào năm 1010, sau khi đã rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, việc đầu tiên ông làm là liền xuất ra hai vạn quan để làm chùa ở Phủ Thiên Đức tức cổ Pháp. Tháng 12 năm canh tuất năm 1010 dương lịch, Lý Thái Tổ sai sứ sang nước Tống để thỉnh kinh điển Phật giáo. Tống chân Tông chấp thuận, trao cho vua Lý Kinh điển Tạng cùng với chữ ngự bút do chính tay vua Tống viết. Cùng năm, sau khi củng cố xây dựng hoàng thành, Ông lại chùa Ngự Hưng Thiên và Tinh Lâu Ngũ Phượng. Ngoài thành về phía nam dựng chùa Thắng Nghiêm. Tháng 6 năm Mậu Ngọ năm 1018, Lý Thái Tổ lại sai viên ngoại Lang Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang nước Đại Tống thỉnh Tam Tạng Kinh đem về để vào kho Đại Hưng. Tháng 9 năm Giáp Tý 1024, Thái Tổ sai dựng chùa chân giáo trong nội đô Thăng Long, để hoàng đế lui tới nghe kinh pháp. Về việc này, Lê Văn Hưu nhận xét, Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng đan xã tác chưa lập mà trước đã dựng 8 chùa ở phủ thiên đức lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho làm tăng hơn nghìn người ở kinh sư thế thì tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể theo đại việt sử lược năm 1028 tức năm thuận thiên thứ 19, sức khỏe lý thái tổ đã không được tốt thường xuyên đau yếu ngày 31 tháng 3 năm ấy thái tổ qua đời ở điện long an ở ngôi 19 năm hưởng thọ 54 tuổi khi lý thái tổ vừa qua đời việc tế táng lại chưa hoàn tất thì ba vương gia vũ đức vương đông trinh vương và dực thánh vương cùng quân sĩ vây hãm thành nhằm mục đích cướp ngôi thái tử lý phật mã thái tử đem quân vào thành quyết một trận với ba vương khi quân của thái tử và quân các vương đối trận thì võ vệ tướng quân lê phụng hiểu rút gươm ra chỉ vào vũ đức vương mà bảo rằng các người dòm ngó ngôi cao khi dễ tự quân trên quên ơn tiên đế dưới trái nghĩa tôi con vậy phụng hiểu xin dâng nhát gươm này nói xong chạy xông vào chém vũ đức vương ở trận tiền quân các vương trông thấy sợ hãi bỏ chạy cả dực thánh vương và đông trinh vương cũng phải chạy trốn về sau xin ra hàng được tha cả thái tử lý phật mã lên nối ngôi tức là lý thái tông lý thái tông kế vị tàng lý công uẩn ở thọ lăng phủ thiên đức truy tôn miếu hiệu là thái tổ thụy hiệu là thần vũ hoàng đế thái tổ lập chín hoàng hậu có bảy hoàng tử 13 công chúa